ngày 20 tháng 9 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra đã nhận được kết luận giám định kết luận, chữ ký, chữ viết họ tên Nguyễn Phương Hằng trên sao kê tài khoản, tên chủ tài khoản Võ Hoàng Yên ngày 17 tháng 1 năm 2020 so với chữ ký, chữ viết của bà Hằng do cùng một người ký và viết ra. Chữ viết có nội dung, tôi đã đọc bản trích lục ngân hàng này, số tiền trên tôi tặng cho ông Võ Hoàng Yên làm từ thiện. Chữ ký, chữ viết họ tên Phạm Tuyết Trinh, trên tờ giấy có nội dung chữ viết bắt đầu bằng các từ, hôm nay ngày 14 tháng 4 năm 2020 và kết thúc bằng các từ. Chuyển cho cô Hằng tất cả các số tiền đã nhận được nêu trên. Người nhận thay, Phạm Tuyết Trinh, so với chữ ký, chữ viết của bà Trinh do cùng một người ký và viết ra. Vào ngày 3 tháng 10, Công an TP.HCM đã chính thức gửi thông báo kết luận giám định chữ ký, chữ viết đến những người liên quan vụ nữ CEO tố cáo ông Yên của bà tại TP.HCM và một số tỉnh thành khác. Đây là bản kết luận giám định ngày 22 tháng 7 của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TP.HCM đối với các tài liệu do thần y giao nộp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM trong vụ việc nói trên. Trước đó, vào tháng 3 năm 2021, bà Hằng gửi đơn tới Công an TP.HCM tố cáo ông Võ Hoàng Yên có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản của bà tại TP.HCM và một số tỉnh thành khác. Sau đó, Công an TP.HCM đã vào cuộc giải quyết đơn tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. Quá trình điều tra, do đã hết thời hạn kiểm tra xác minh nguồn tin về tội phạm nhưng chưa có kết luận giám định, nên ngày 18 tháng 7, Công an đã quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm. Ngày 24 tháng 9, khi có kết quả giám định, Công an TP.HCM đã ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm để tiếp tục điều tra. Theo bà Hằng, do biết ông Yên có những hoạt động cứu chữa bệnh và làm từ thiện, nên vợ chồng bà đã hỗ trợ ông Yên tiền bạc vật chất để làm từ thiện và cứu người. Sau đó, bà Hằng phát hiện ông Yên lạm dụng tín nhiệm với mình để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đơn tố cáo, bà Hằng yêu cầu khởi tố vụ án hình sự điều tra ông Võ Hoàng Yên vì chiếm đoạt của bà hơn 200 tỷ đồng thông qua hoạt động cứu trợ đồng bào miền Trung và việc xây dựng một cơ sở thờ tự tại tỉnh Bình Thuận cùng một số hoạt động khác. Trong đó, bà Hằng tố ông Yên ăn chặn tiền ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt ở hai huyện Tiên Phước, xã Tiến Hiệp và xã Tiến Ngọc và huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam vào tháng 11 năm 2020. Hiện vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên thì Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM đang tiếp tục xác minh làm rõ. Trước đó, ông Dũng Lò Vôi cũng từng chia sẻ, tôi tình cờ phát hiện ông Yên chữa bệnh cho người nghèo nên đã liên lạc và đề nghị cùng nhau làm việc thiện. Tôi xem ông Yên như người nhà và còn dặn con mình gọi ông Yên là cha nuôi. Tôi tính giao quỹ từ thiện lại cho con và khuyên con nên học theo nghề chữa bệnh để sau này đi làm việc thiện. Tôi không muốn con tôi lao vào kiếm tiền nữa. Từ đó xây dựng một trung tâm chữa bệnh để cứu giúp người khó khăn. Chi phí tôi sẵn sàng bỏ ra hết và trả lương cho nhân viên. Riêng ông Yên chỉ việc chẩn đoán chữa bệnh miễn phí. Vào hôm qua 2 tháng 10, mạng xã hội cũng xôn xao trước tin đồn ông Võ Hoàng Yên đã tiếp cận gia đình các bệnh nhân qua tay ông chạy chữa đã qua đời nhằm thương lượng. Theo thầy thuốc nhân dân, bác sĩ Nguyễn Xuân Hướng, nguyên chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, kể từ năm 2012, theo giới thiệu của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Phước, ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh thực nghiệm với sự chứng kiến của các nhà khoa học y tế. Ông Yên chữa bệnh tôi thấy rất thô bạo, chọc tay vào tai, vỗ bôm bốp để chữa điếc và giật lưỡi để chữa cầm, rồi bẻ chân tay để chữa bệnh xương khớp. Những phương pháp ông Yên làm rất phản khoa học, thầy thuốc nhân dân bác sĩ Nguyễn Xuân Hướng nhận xét.